Chào các em, hôm nay mình sẽ qua chương 2 bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và bài số 5 là cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Phần thứ nhất thì chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử phát minh định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Thì có rất là nhiều nhà hóa học đã tìm cách sắp xếp các nguyên tố theo một cái quy luật, nhưng mà cái người mà được ghi công là có công lớn nhất trong việc hình thành cái bảng tuần hoàn mà đến nay mà mình vẫn còn sử dụng đó chính là Mendeleev. Thì ông đã công bố vào năm 1869. Thì cái công nhận của ông là đưa ra một cái khái quát về cái sắp xếp của bảng tuần hoàn, nhưng mà ông lại sắp xếp theo chiều là khối lượng nguyên tử nó tăng dần. Thì hiện nay thì người ta đã sắp xếp lại theo cái quy luật là thứ tự tăng dần của số hiệu nguyên tử, và bảng tuần hoàn đến ngày nay thì mình đang sử dụng là sắp xếp theo những cái nguyên tắc này. Vậy thì cụ thể là cấu tạo của bảng tuần hoàn như thế nào thì chúng ta sẽ xem cái phần số 2 là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nó có cấu tạo chính là gồm yếu tố thứ nhất đó là ô nguyên tố. Thì mấy con sẽ quan sát ví dụ là ô nguyên tố của Al là aluminium đó. Thì chúng ta sẽ thấy trong cái ô nguyên tố nó có những cái số liệu nè. Thứ nhất là mình sẽ thấy được cái số hiệu nguyên tử là số 13. Rồi như là ký hiệu hóa học, tên, cấu hình, số oxy hóa, nguyên tử khối trung bình và độ âm điện. Thì đây là một cái ô nguyên tố đầy đủ thông tin mà chúng ta cần biết về một cái nguyên tố. Ở ô đó thì chúng ta sẽ thấy được nguyên tố là gì, thì nó sẽ cho biết được số tự của ô nguyên tố chính là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về cái yếu tố thứ hai đó là chu kỳ. Thì mấy con sẽ thấy ở đây có chu kỳ 2 và chu kỳ 3. Chu kỳ 2 thì chúng ta sẽ thấy là từ nguyên tố Li cho đến Ne, và chu kỳ 3 là từ nguyên tố Na ô số 11 đến nguyên tố Ar ô số 18, đúng không? Thì chúng ta quan sát cấu hình của các nguyên tố trong chu kỳ 2, chúng ta sẽ thấy được là tất cả những nguyên tố ở chu kỳ 2 thì nó đều có hai lớp electron, và những nguyên tố ở chu kỳ 3 thì nó sẽ có là ba lớp electron. Và một cái đặc điểm nữa là đi từ trái sang phải trong cùng chu kỳ 2 thì số thứ tự nó tăng dần, cũng chính là số đơn vị điện tích hạt nhân nó sẽ tăng dần từ 3 cho đến 10. Và chu kỳ 3 cũng vậy, điện tích hạt nhân cũng tăng dần từ 11 đến 18. Vậy từ đó chúng ta rút ra được kết luận là chu kỳ là gì? Các nguyên tố như thế nào được xếp vào cùng chu kỳ? Chúng ta kết luận được là chu kỳ là tập hợp các nguyên tố có cùng số lớp electron, và số thứ tự của chu kỳ bằng với số lớp electron. Chúng ta quan sát trong bảng tuần hoàn, chúng ta sẽ có 7 chu kỳ. Trong đó chu kỳ 1, 2, 3 thì số lượng nguyên tố nó ít cho nên mình gọi là chu kỳ nhỏ. Còn chu kỳ từ 4 đến 7 thì mình gọi là chu kỳ lớn. Tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về nhóm. Thì mình thấy nhóm là gồm có 10, trong bảng tuần hoàn có 18 cột, thì mình chia ra làm 8 nhóm A. 8 nhóm A là từ 1A đến 8A, và còn lại là 8 nhóm B. 8 nhóm B là từ 1B cho đến 8B. Và cái số thứ tự của nhóm thì nó sẽ là số La Mã. Mỗi cột là có một nhóm, riêng cái nhóm 8B thì có 3 cột. Và các nguyên tố trên cùng một nhóm thì sẽ có số electron hóa trị là bằng nhau. Vậy electron hóa trị là gì? Là những electron có khả năng tham gia hình thành liên kết hóa học. Và nó sẽ nằm ở đâu? Nằm ở lớp ngoài cùng hoặc ở cả phân lớp sát ngoài cùng. Nếu cái phân lớp đó chưa bão hòa, chưa bão hòa tức là nó chưa có đủ electron tối đa đó, thì những nguyên tố có cùng số electron hóa trị thì tính chất hóa học sẽ tương tự nhau. Lý do là vì những electron này có khả năng hình thành liên kết, tức là nó quyết định cái tính chất hóa học. Thành thử ra electron hóa trị mà bằng nhau thì tính chất sẽ tương tự nhau. Vậy thì nhóm là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử nó có cấu hình tương tự nhau, và mình thấy là tính chất hóa học nó sẽ gần giống nhau, và mình xếp vào cùng một cột. Và cái số thứ tự của nhóm A đó thì nó cũng bằng với số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố đó. Đó là hai cái yếu tố mình cần phải nhớ về nhóm nha. Ngoài ra mình nhìn vào cái bảng tuần hoàn, mình sẽ thấy nó có các màu sắc. Nó sẽ được chia ra làm khối các nguyên tố S, P, D, F. Vậy thì mình nhìn vào bảng tuần hoàn, mình thấy là các nguyên tố S nó nằm ở nhóm 1A và 2A. Nhóm P thì là từ 3A đến 8A. Nhóm D và nhóm F thì nó ở các nhóm B ha. Nguyên tố D và F thì nó là những các nguyên tố kim loại. Vậy thì dựa vào cấu hình electron á, mình sẽ phân làm các nguyên tố nhóm S, P, D và
và F là có bốn loại theo cái phân lớp đúng không? Dựa vào tính chất hóa học á thì mình sẽ chia ra làm là nhóm các nguyên tố kim loại, phi kim và khí hiếm. Thì mình sẽ nhìn vào bảng tuần hoàn và mình xác định được là nó có những cái tính chất như thế nào, nó là nguyên tố gì. Từ đó chúng ta rút lại nguyên tắc sắp xếp của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là nó có ba cái nguyên tắc chính. Thứ nhất là được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Thứ hai là có cùng số lớp electron thì mình được xếp vào cùng một chu kỳ. Và thứ ba là có cùng số electron hóa trị thì được xếp vào cùng một nhóm trừ nhóm 8B. Thì đây là cái ba cái điều mà mình cần nhớ trong cái nội dung của bảng tuần hoàn.